cho mọi người, chúng ta đang có mặt ở phòng điều trị của nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan. Thì chị Phượng Loan đang làm cái công nghệ mà trạng hóa da Ultrabi. Thì bây giờ chị Phượng Loan vừa làm xong nửa mặt này để bác sĩ đang làm xíu nữa là xong rồi. Thì mọi người cùng hỏi thăm xem chị Phượng Loan vừa làm xong dịch vụ như thế nào nhé. Dạ em chào chị Phượng Loan ạ. Dạ mời chị ha. Chị ơi, thì hôm nay là mình làm lần thứ hai về Ultrabi rồi chị ha. Hôm trước thì chị làm cũng cách đây tầm khoảng hơn 7 tháng rồi. Dạ, thì hôm nay mình làm lại thì cái cảm giác hôm nay so với được trước thì chị cảm thấy nó có khác nhau gì không? Nó có đỡ đau hơn hay là nó khó đỡ chắc chị? Chắc là nó đỡ đau hơn vì mình đã trải qua một lần rồi. Dạ. Cho nên là mình cũng biết cái cảm giác đó rồi. Dạ. Nên mình chuẩn bị tâm lý nó tốt hơn. Thế dạ. Nên lần này làm thì chị thấy nó không ít đau hơn lần trước. Dạ. Nó đỡ khó chịu hơn vậy ha. Dạ. Nó dễ hơn. Dạ. Chị Loan xem gương ha, xem là cái da của mình. Dạ. Dạ đây, nửa mặt của mình vừa làm xong và nửa bên còn lại. Cảm nhận của chị như thế nào chị ha? Nó hơi đỏ nhưng mà chị có cảm giác là nó đang sang cái da chị. Bên này của chị nó rất là căng lên nè. Dạ. Chị không, chị cảm nhận được mà. Dạ. Cảm nhận được là rõ ràng bên này nó cảm thấy cái mặt của mình nó như là đang thu gọn lại. Dạ, đang săn hơn. Đang săn hơn. Dạ. Da cũng căng cũng mịn hơn nhiều ha chị ha. Chị cảm giác cái công nghệ này là nó vừa làm săn da, yeah. Nó cũng làm cải thiện cái làn da của mình. Dạ. Yeah. Chị cũng biết là cái kết hợp cái này với cái sóng cao tần đó, do như vậy sao cho nên cái da của mình nó sáng hơn. Yeah. Mà lúc trước mà chị bỏ mặt nọc ra thì thật sự không có tự tin. Dạ. Không có bao giờ dám bỏ mặt nọc. Bây giờ thì có đôi lúc thì công chuyện mịn quá cũng có thể bỏ mặt nọc đi được. Dạ. Yeah. Dạ. Thì em thấy là chị cũng rất là chăm chỉ để cái sóng cao tần sau khi làm Ultrabi mỗi tuần một lần. Dạ, thì cái đó đi thì đúng rất là đẹp chị ha. Nhưng mỗi khi chị đi thì em thấy chị cũng rất là chăm chỉ. Thì chị sau khi chị làm cái công nghệ này xong thì cứ sau khoảng 3 tuần thì mỗi tuần chị đi sóng cao tần một lần để giúp bề mặt da của chị nó săn, nó căng, nó mịn hơn. Và em thấy là chính bản thân mình cũng cảm thấy là da của mình nó cũng có cải thiện rất là nhiều. Dạ. Chắc chắn là chị phải làm vì khán giả thương chị mà. Dạ. Vì khán giả thân yêu của chị mà. Dạ. Nên chị phải ráng làm được chứ. Dạ. Qua chương trình này thì có chương trình livestream thì chị không biết là chị Loan có gửi gắm gì đến các bạn đang xem livestream ngày hôm nay không? Thì như các bạn cũng đã thấy rồi đó, với cái công nghệ Ultrabi này thì khi nói cảm nhận của Phượng Loan thì Phượng Loan thấy nó rất là có hữu hiệu. Dạ. Vì nó ứng dụng như bản thân mình là đầu tiên thì Phượng Loan thấy cái mặt của mình, tại vì Phượng Loan có một cái khi lớn tuổi rồi ai cũng có cái mặt này, hai bên này nó rất là nhiều. Và khi được giới thiệu tới thẩm mỹ viện Thanh Mai thì khi làm cái này lần đầu tiên rồi đó, thì sau 6 tháng mình nó thấy rõ, mình không có nói với ai đó nhưng mà người ta gặp mình, người ta có cảm giác là cái mặt mình nó khác. Cái người thì vỡ nó cái mặt sao cũng mặt ốm quá, sao cái mặt gọn quá. Yeah. Thì có nghĩa là mình cảm nhận thì không nói rồi, nhưng cái người mà người ta đối diện với mình, yeah, người ta gặp mình thì người ta cảm nhận được. Yeah. Thì đấy đó là một cái hiệu quả. Yeah. Cho nên là mình nghĩ là nếu như các bạn mà ai mà có cái triệu chứng, có như cái tình trạng mà giống như Phượng Loan vậy đó, lão hóa da thì cơ đổ thì mình cũng nên là đi tầm cái liệu trình này, thì Phượng Loan thấy nó rất có hiệu quả. Dạ. Giúp cho mình tươi trẻ hơn. Dạ. Phụ nữ mình có sự tự tin hơn. Dạ. Và điều đó là quan trọng với phụ nữ mình lắm. Dạ. Thật ra công nghệ này sau khi làm thì nó duy trì tầm khoảng được 2 năm á chị. Thì da của mình đã trạng hóa, nó duy trì, nó săn chắc khoảng được 2 năm. Nhưng mà thực tế là khoảng 6 tháng sau là mình có thể làm lại rồi. Thì như chị Loan, những diễn viên, nghệ sĩ mình yêu quý khán giả, mình mong muốn mình đẹp hơn nữa thì cứ 6 tháng là có thể làm lại được rồi. Dạ. Chị cũng phải ráng gì thôi, vì khán giả thân yêu. Dạ. Cố gắng. Dạ, em cảm ơn chị Loan nhiều đã chia sẻ ha. Rồi em không làm phiền chị nữa, em mời chị nằm xuống mình làm tiếp liệu trình ngày hôm nay ạ. Bác sĩ ơi, mình tiếp tục. Trong khoảng thời gian chị Loan đang làm tiếp cái liệu trình cho nửa bên mặt còn lại thì quý vị khán giả đang xem livestream ngày hôm nay, nếu như có nhu cầu muốn được tư vấn thêm thì vui lòng liên hệ lại số hotline bên BB Thanh Mai là số điện thoại 1800 6617 để được tư vấn trực tiếp. Và số hotline này hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Hoặc các bạn nếu như đi ngang qua đến số 2 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1 thì sẽ được ghé thăm khám, tư vấn và soi da hoàn toàn miễn phí để mình biết sơ và mình tìm hiểu rõ hơn về cái chi phí cũng như về cái công nghệ và dịch vụ này. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Chào tất cả mọi người và chúc mừng mọi người một ngày làm việc mà hạnh phúc và vui vẻ.